Chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Văn hóa Nhân bản Lạc Việt. Hôm nay là ngày 22 tháng 7 năm 2018, ngày thứ Bảy. Như thông báo của Liên Hữu Ban chống Cộng sản và Tay Sai, chúng tôi tập trung tại đền thờ Đức Thánh Trần trên đường Bôn Sa Trần Hưng Đạo để chuẩn bị biểu tình ủng hộ quốc nội chống luật đặc khu và luật an ninh mạng. Ý kiến cho rằng đây là những cái việc làm nó mất thời gian và vô bổ, tại vì cái người trong nước người ta đã im hơi lặng tiếng và người ta không đi biểu tình nữa, tại sao ở hải ngoại vẫn cứ tiếp tục biểu tình? Thì hôm nay tôi có ý kiến như thế này: khi mà người dân ở trong nước không dám lên tiếng vì sự đàn áp, vì sự khủng bố, thì ở đây chúng ta càng cần phải lên tiếng giúp họ nhiều hơn. Vì chúng ta ở đây, chúng ta được quyền tự do ngôn luận, được quyền tự do báo chí, được quyền ăn nói, được quyền biểu tình, được quyền biểu hiện cái chính kiến của mình mà không bị ai ngăn cản, cũng được không có bị cản trở và được luật pháp nước Mỹ bảo vệ, thì tại sao chúng ta lại không làm? Người ở trong nước người ta không đi biểu tình được với lý do là họ bị khủng bố, bị đe dọa, bị tước công ăn việc làm, thí dụ như là gây áp lực đối với cái người chủ thuê lao động để người chủ thuê không dám thuê những người nào đi biểu tình, gây cản trở cho cái việc công ăn việc làm của họ. Thí dụ như nhà bạn đang có một cái cơ sở kinh doanh mua bán thì chúng nó là kéo tới cứ đòi kiểm tra này nọ, bao vây ở đó suốt ngày, cứ áo xanh, áo vàng, áo trắng, áo đen tùm lum hết. Thì bất kỳ một cái khách hàng nào họ cũng không muốn đến làm ăn mua bán hay là sử dụng dịch vụ của một cái cơ sở mà họ tự cho rằng dính dáng đến pháp luật cả. Cho nên người và ở trong nước không đi biểu tình không có nghĩa là người trong nước đồng tình với tất cả những điều mà nhà cầm quyền cộng sản đưa ra, mà vì những cái khó khăn riêng, vì bị dùng bạo lực của cầm nhà cầm quyền để bịt miệng thì họ mới không thể đi biểu tình thôi. Chứ còn nếu bạn lên trên mạng xã hội, bạn sẽ thấy không phải người trong nước họ quên nguy cơ mất nước, không phải họ quên luật an mạng đang bóp cổ, siết cổ đồng bào, không phải họ quên luật đặc khu sắp sửa được thông qua để hợp thức hóa những phần lãnh thổ mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bán cho Tàu Cộng. Nếu người ở trong nước không dám có tiếng nói một cách mạnh mẽ thì người ở hải ngoại với tinh thần trợ giúp ủng hộ đồng bào quốc nội, ở đây chúng ta càng phải lên tiếng thay cho họ nhiều hơn. Và như quý vị nhìn thấy ở phía sau tôi đây, mọi người vẫn đang tất bật chuẩn bị cho việc biểu tình sắp tới. Tối nay chúng ta ngoài việc đi diễn hành để bày tỏ quan điểm ủng hộ người trong nước chống luật đặc khu và luật an ninh mạng thì còn có phần văn nghệ đấu tranh. Quý vị chú ý theo dõi chương trình. Xin bà con vui lòng, mỗi người cầm cho chúng tôi một lá cờ quốc kỳ miễn phí cho chúng tôi Việt Nam và một nước đặc biệt. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Dạ, xin giới thiệu với quý khán giả, bên cạnh tôi đây là chị Xuân Mai, một gương mặt rất quen thuộc trong các cuộc biểu tình của Liên Hữu Ban chống Cộng sản và Tay Sai.
chị luôn luôn đi đầu trong đoàn người đi diễn hành. Xin chị Xuân Mai vui lòng cho quý khán giả của chương trình được biết đôi chút về chị và vì sao chị luôn tranh thủ được thời gian để có mặt trong cuộc biểu tình. Xuân Mai xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài chương trình Văn hóa Nhân bản Lạc Việt. Em cũng chào chị Tạ Phong Tần. Thật sự thì chị em mình mỗi người mỗi bổn phận. Mình là người con dân nước Việt đã mang dòng máu Việt Nam thì mình không thấy cái chương trình, mình đã thấy cái tai hại của bọn quân thù, đó là Việt Cộng đã dâng đất bán biển cho tàu Cộng. Thật sự mà nói rất là đau lòng quý vị ơi, không có gì bằng cái là mình phải xuống đường để yểm trợ cho quốc nội, cho những nhà đấu tranh còn ở trong nước. Cũng cảm ơn chị Phong Tần hỏi em lý do tại sao em lại lúc nào cũng có mặt. Thật sự mà nói Xuân Mai cũng rất bận, rất là nhiều công việc hội đoàn của Xuân Mai phải gánh vào. Thật sự ra thì cái đó là cũng một cái trách nhiệm của Xuân Mai để đi xuống đường để cùng với lại tất cả mọi người tất cả những người ở đây trên đường phố, những người tị nạn cộng sản ở đây để mau mắn chúng ta làm một cái cuộc biểu tình luôn luôn và những cái ngày như thế này để có chúng ta có lòng để yểm trợ cho đất nước, cho quê hương. Xin cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị Xuân Mai rất nhiều. Chúc chị luôn luôn có nhiều sức khỏe để tiếp tục đồng hành cùng quý vị khán giả và đồng bào quốc nội cũng như đồng bào của mình ở đây. Em cũng xin kính cảm ơn chị. Thì thật sự ra thì em cũng xin nói thêm một chút là em cũng ở trong Liên Ủy ban đấu tranh chống Cộng và gia đình thì quân lục chiến, và cũng là một cái người của tù ban tù ca Xuân Điềm. Dạ, xin cảm ơn anh Lại Minh Thuận, xin chào chị. Kính thưa quý vị, trong số những gương mặt đi biểu tình ngày hôm nay thì ngoài những gương mặt mà chúng ta thấy là rất quen thuộc, luôn xuất hiện mỗi lần có tổ chức biểu tình của Liên Ủy ban chống Cộng sản và tay sai, chúng ta thấy một gương mặt hôm nay là rất là lạ, mà không những lạ mà lại còn vác theo một cái máy quay phim rất là bự nữa, có thể nói là bự nhất trong thời điểm hiện nay ở ngay chỗ đền thánh này. Xin anh vui lòng cho quý khán giả của chương trình được biết anh đến đây được bao nhiêu lần rồi và đôi điều về tiểu sử bản thân anh cũng như là anh lý do gì anh từ một cái nơi xa xôi mà anh đến đây. Được không? Chúng tôi là Bùi Duy Liêm, tôi là chương trình phỏng vấn được tín hiệu. Chúng tôi là từ truyền hình Việt Nam Cộng hòa Tình đến từ thủ đô Hoa Kỳ Washington, và chúng tôi được biết hàng tuần ở đây quanh chương trình cũng vừa gửi gắm cái thông điệp vào trong nước trong vấn đề hỗ trợ trong nước. Đó là lý do trên lãnh vực truyền thông chúng tôi hiện nay có mặt ở California đã đến đây và theo hình trực tiếp cái buổi mà quý vị gửi cái thông điệp vào về Việt Nam. Dạ, xin anh Bùi Quang Liêm cho biết là anh đến đây để anh tham gia biểu tình cùng với đồng bào tị nạn ở đây và hay là anh chỉ có quay phim lấy tin tức rồi thôi? Dạ, chúng tôi làm hai nhiệm vụ. Thứ nhất là cùng đồng hành với tất cả đồng hương ở Nam California. Bên cạnh cái nữa thì chị, chúng tôi phải làm một công việc truyền thông và chúng tôi sẽ theo hình để gửi gắm về trong nước cũng như tất cả đồng bào hải ngoại nhìn thấy cái tinh thần và cái thể hiện của tất cả những người Việt Nam tị nạn nói chung và nói riêng, là tất cả chúng ta gửi một cái thông điệp để hỗ trợ trong nước từ Nam California, Hoa Kỳ. Dạ thưa anh Bùi Quang Liêm, vì ở đây thì mọi người ở đây đi biểu tình hàng tuần thì công việc ở cái đây cũng giống như là một cái sinh hoạt thường kỳ của mọi người, nhưng mà anh mới đến tham gia lần đầu thì anh thấy nhận xét về cái tinh thần của đồng bào chống cộng sản ở đây so với cái chỗ của anh thì như thế nào? Thưa thầy, chúng tôi đã có nhiều cái cơ hội đến đây rất nhiều lần, tuy nhiên trong vấn đề mà gọi là cái thủ đô thì đàn, đó là danh xưng và cái địa danh ở đây, và tất cả người Việt Nam ở đây liên tục từ mấy chục năm nay đã thể hiện một cái tinh thần rất là lớn lao của người Việt Nam, có thể là đại diện cho tất cả những cái sinh hoạt của người Việt Nam quy tụ tại Nam California. Tuy nhiên chúng tôi ở xa, chúng tôi vẫn theo dõi tất cả sinh hoạt, vì thế khi có cơ hội đến đây là chúng tôi luôn luôn được cái hân hạnh là đi thâu cũng như là nhận
thâu nhận được tất cả những cái hình và hình ảnh của quý vị sinh hoạt ở đây. Mà đặc biệt hôm nay là có một trong những người phải nói nổi tiếng như chị, mà lại bên cạnh chị để trình bày những cái điều mà chúng tôi đang nói ngày hôm nay, thưa chị. Dạ, xin cảm ơn anh Bùi Quang Liêm rất là nhiều. Dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ, và chúng tôi xin lần nữa chúc hân hạnh truyền hình Việt Nam Vương Thành Bốn rất hân hạnh được có mặt trong một buổi tình ngày hôm nay, gửi cái thông điệp vô trong nước. Đây là một niềm hãnh diện riêng của chúng tôi, truyền hình Việt Nam Vương Thành Bốn. Chúng tôi rất là hãnh diện có mặt ngày hôm nay cùng với quý vị. Đã đảo Việt Cộng tàn ác giết dân, đã đảo Việt Cộng tàn ác giết dân, toàn dân Việt Nam vùng lên cứu nước, toàn dân Việt Nam vùng lên cứu nước. Đã đảo, 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 đã đảo
Đồng bào quốc nội và hải ngoại vùng lên cứu nước. Đồng bào quốc nội và hải ngoại vùng lên cứu nước. Freedom for Vietnam, freedom for Vietnam, freedom for Vietnam, freedom for Vietnam, freedom for Vietnam. Nửa thời cơ cây của dân mình, đồng bào ơi, đừng sợ chi ta quyết cùng đứng lên. Anh giải phóng xanh đồng chị giữ này đi. Chỗ nào? Cái thuốc trên kia mất đầu lại. Còn em muốn cầm cái đó trên kia. Cứu nước nào bà ơi, bùng lên, bùng lên, bùng lên, lực an ninh mạng là lực gì đâu không? Bịt miệng, lực an ninh mạng là lực gì đâu không? Lập an ninh mạng là gì đồng bào? Toàn dân Việt Nam vùng lên cứu nước. China!
từng công an cho anh này. Dừng lại. Down.
Down, down, down!
My respects also. Những sự kiện xảy ra trên đất nước, quý vị thấy rằng những người đi biểu tình trước kia đang bị cô lập với con số khoảng trên 700 người. Thứ hai, những đoàn xe từ các tỉnh đổ về Sài Gòn cũng như về Hà Nội đã bị chặn bắt. Riêng ở Long An khoảng trên 1.000 chiếc xe. Những hiện tượng đó trong một thể chế dân chủ ta không thể nào chấp nhận được cái chuyện đàn áp người dân cái giả mang như vậy. Giờ đây ngày 8 tây tháng 8 sắp tới cho tới ngày 13 tây tháng 8 Quốc hội Cộng sản sẽ đưa ra để biểu quyết vấn đề luật đặc khu. Đó là việc chúng ta phải có phản ứng mạnh mẽ và mạnh mẽ hơn nữa. Vấn đề này để chốc nữa tôi sẽ xin tất cả ý kiến của tất cả quý vị cũng như những đồng hương hiện diện ở đây để chúng ta sẽ phải làm gì. Bây giờ tôi xin mời anh Đinh Quang Trực lên đây để chuẩn bị làm lễ khai mạc. Mời Đinh Quang Trực. Tôi Đinh Quang Trực hân hoan chào mừng tái ngộ quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý bậc trưởng thượng, quý vị dân cử, quý cơ quan truyền thông báo chí, các hội đoàn, đoàn thể và các đảng phái quốc gia cùng toàn thể đồng bào đã đáp lại lời mời hưởng ứng một cách tích cực của Ủy ban chống cộng sản và tay sai, đã tham dự một cách nhiệt tình buổi tuần hành để yểm trợ đồng bào trong nước quyết lật đổ cho bằng được chế độ diệt cộng bạo đàn. Và bây giờ trân trọng kính mời toàn thể quý vị đứng lên nghiêm chỉnh để cử hành nghi thức khai mạc cho buổi văn nghệ đấu tranh ngày hôm nay của chúng ta. Tất cả chú ý. Lễ chào quốc kỳ quốc gia Việt Nam, quốc ca Việt Nam bắt đầu. Việt Nam chấm dứt. Sau đây là lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ, quốc ca Hoa Kỳ bắt đầu.
early light. What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming. Lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ chấm dứt. Sau đây là phút mặc niệm. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đến quốc tổ Hùng Vương và các bậc tiền nhân đã dày công xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Một dải giang sơn gấm vóc chạy dài từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Các quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa và các chiến sĩ đồng minh đã hy sinh trong cuộc chiến để bảo vệ chính nghĩa tự do của miền Nam Việt Nam. Các đồng bào đã bỏ mình trong rừng sâu hay biển cả để đi tìm tự do từ sau ngày giặc cộng cưỡng chiếm miền Nam. Các chiến sĩ đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam đã bị giam cầm và chết tức tuổi giữa bàn tay sắt máu của bọn Việt Cộng. Phút mặc niệm bắt đầu. Chấm dứt. Xin kính mời toàn thể quý vị cùng tôi hô to các khẩu hiệu. Ai bán nước cho tàu công? Ai rước voi về dây mã tổ? Ai cắm gắn cắn cả nhà? Kính mời toàn thể quý vị an toàn và kính chúc toàn thể quý vị một buổi chiều thật an lành và luôn hướng lòng và đồng hành với đồng bào trong nước trong cuộc chiến quyết lật đổ cho được bạo tàn Việt Cộng. Xin kính chào toàn thể quý vị. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay có lẽ là một trong những quốc kỳ biểu tình có hưởng ứng rất đông quý vị dân cử, quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo. Hôm nay tôi biết có rất nhiều công việc để mà quý vị sẽ tham dự, nhưng mà hôm nay cũng là coi như một sự đáp ứng và kêu gọi của tất cả anh em với tôi. Trước hết chúng tôi xin giới thiệu và lời thưởng thức chân thành. Giám mục Trần Thanh Ngân, mục sư Lê Minh, phần còn lại trước hết là chiến hữu Lê Văn Sáu, chủ tịch liên hội của chiến sĩ, chiến hữu Bùi Đẹp, trung tâm trưởng trung tâm Tây Nam. Còn tới trước là ông Josh Lowenton, bà Franz Nguyễn Thế Thủy, ông tài đổ candidate cho Westminster, ông Tạ Trung, chiến sĩ Võ Đại Tôn, hiện giờ đang tòa hỏi với tôi rồi. Viên trưởng Nguyễn Văn Đức, chủ tịch hội đồng điều hành tập thể chiến sĩ.
London, dân biểu Tiểu Phan, dân biểu Liên Hoa. Đối với các đơn vị tham dự ngày hôm nay, tôi thấy có câu lạc bộ tình nghệ sĩ, ban tù ca Xuân Điền, câu lạc bộ Hùng Sứ Việt, đặc biệt nhất là có cộng đồng lên xuống dưới chúng ta là cộng đồng San Diego. Còn các hội đoàn ở vùng này gồm có hội trung ương, đặc biệt nhất buổi Chu Văn An thì cũng đã gặp tôi mấy hôm nay để chuẩn bị cho buổi chương trình ngày hôm nay. Và hội Gia Lâm, ở đây không thể thiếu một thế hệ trẻ đang làm bao nhiêu việc cộng đồng là bác sĩ Dương Việt Thành. Và cái người mà tôi muốn giới thiệu sau là ông Bùi Tấn Phát, chủ tịch cộng đồng. Và cô Christy Lê, đại diện cho dân biểu Nuclea. Nếu có thiếu sót, chúng tôi sẽ bổ túc sau. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời Điện trưởng Phan Thị Nhân, Chủ tịch Liên Quỹ Ban lên có bài lời. Mời Phan Thị Nhân. Kính thưa quý vị lãnh đạo tinh thần, kính thưa các vị dân cử, kính thưa các vị đại diện tổ chức hội đoàn, kính thưa toàn thể đồng hương có mặt ngày hôm nay. Qua hơn một tháng chúng ta liên tục biểu tình hàng tuần, vì làm gì làm thì sức người cũng có hạn, nhưng mà cái việc chúng ta làm để làm thế nào ngọn lửa đấu tranh phải cháy mãi mãi và sẽ thổi về Việt Nam để làm ấm lòng những người đang đấu tranh trong nước, đó là điều tiêu biết. Thưa toàn thể quý vị, qua tin tức hình ảnh thì chúng ta thấy là trong nước không thể tổ chức biểu tình lớn nữa được. Cộng sản đã đến từng nhà làm áp lực, và tôi nghĩ rằng những người đấu tranh trong nước sẽ có những phương thức mới mà chúng ta ở đây không thể suy đoán được những phương thức đó. Riêng chúng ta dù sức có tận, nhưng mà ngọn lửa đấu tranh lúc nào cũng phải cháy bùng để hỗ trợ toàn dân trong nước. Do đó cuộc biểu tình hàng tuần chúng ta vẫn phải duy trì. Hoặc lúc nào, tuần lễ nào mà chúng ta có tổ chức văn nghệ thì sẽ đi biểu tình nhằm thứ bảy. Không tổ chức văn nghệ, chúng ta sẽ biểu tình vào chiều Chủ nhật mỗi tuần. Đó là việc mà chúng ta phải làm, dù sức có tận, chúng ta vẫn phải cố gắng để giữ ngọn lửa này cháy mãi mãi để thổi về Việt Nam. Đó là điều chúng ta cần phải làm. Hôm nay chúng tôi thấy cái số lượng đồng hương đi có vẻ hơi ít hơn kỳ rồi. Tuy nhiên không có nghĩa là chúng ta quên đi cái nhiệm vụ mà chúng ta phải làm. Đó là nhiệm vụ giữ lửa đấu tranh mãi mãi ở hải ngoại để đi đến cuộc cách mạng thành công của toàn dân trong nước. Đó là việc phải làm. Một lần nữa chúng tôi rất cảm ơn sự có mặt của quý vị ở đây, và hẹn Chủ nhật tới lúc 6 giờ chúng ta sẽ có cuộc biểu tình tuần hành, và chúng tôi thiết tha kêu gọi các tổ chức hội đoàn nên có những banner như bữa Chu Văn An, như tập thể chiến sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, liên hội là như hội Gia Long, hội Bà Kiệu, hội Trương Dương. Chúng tôi chưa thấy những cái banner để chi, khi chúng ta không cần đi xa mà chúng ta đứng trên dọc theo đại lộ bô xa, chúng ta căng những biểu ngữ có tên đơn vị tổ chức của mình để nói rằng ở hải ngoại không bao giờ quên được những người đấu tranh trong nước. Đó là điều rất cần thiết. Chúng tôi tha thiết yêu cầu các tổ chức
nên có những cái tấm banner có tên tuổi tổ chức mình. Điển hình như quý vị thấy ở San Diego rất xa, đi nhiều khi 2 tiếng mới tới, kẹt xe có khi 4-5 tiếng, và lúc nào biểu tình cũng vẫn có mặt San Diego. Chúng tôi rất hoan nghênh cái tinh thần đó của chủ tịch cộng đồng người Việt ở San Diego. Một lần nữa xin cảm ơn toàn thể quý vị. Dạ. Xin cảm ơn viên trưởng Phan Thị Nhân. Tiếp theo đây tôi xin mời quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, xin mời Hòa Thượng Thích Chân Thành, giám mục Trần Thanh Quang và mục sư Lê Minh cùng lên đây để có nói lời tâm tình. Xin mời. Trước đây kính chào tất cả quý vị. Trước đây tôi đã thưa với quý vị rằng ba con trăng nữa, nhưng mà mới cả hai con trăng mà cộng sản Trung Quốc đã bấn loạn rồi, mà cộng sản Việt Nam càng bấn loạn hơn nữa. Có lẽ là vài tuần sắp tới thì ta lại hấp dẫn hơn nữa. Tập Cận Bình liễn xiển rồi. Tập đoàn cộng sản Hà Nội đang tìm đường để chạy. Chắc chắn nó phải chạy rồi. Tôi kêu gọi tất cả đồng bào trong nước hãy mạnh dạn đứng lên để đáp lời sông núi, đánh đuổi tập đoàn cộng sản Hà Nội ra khỏi nước Việt Nam. Chắc chắn họ sẽ phải chết dưới tay của đồng bào Việt Nam trong nước. Cảm ơn Hòa Thượng. Kính thưa tất cả quý đồng hương, lần nữa chúng ta có mặt ở tại đây để nói lên tiếng nói của người Việt hải ngoại ủng hộ đồng bào quốc nội. Mặc dù có nhiều sự khó khăn, nhiều sự bắt bớ, nhưng chúng tôi không quên quý đồng hương. Vì thế tôi mong ước rằng những đồng hương của chúng ta được sự may mắn để được sự tự do ở quốc gia này. Chúng ta hãy làm tất cả những gì có thể làm được để cứu nguy dân tộc của chúng ta. Như tôi đã nói, trước khi là mục sư, tôi là người Việt Nam. Vì thế, người Việt Nam không thể quên quê hương đất tổ của chúng ta được. Chúng ta hãy làm tất cả những gì có thể làm được để bảo tồn sự toàn vẹn lãnh thổ và đất nước của chúng ta. Không thể để dù chỉ một tấc đất rơi vào tay của tàu cầu. Vì thế tôi mong ước rằng đồng hương, dù có bận rộn bao nhiêu nữa, chúng ta hãy nghĩ về quê hương của chúng ta. Như tôi đã từng nói, không một người Việt Nam nào nói rằng muốn dân tộc chúng ta bị tiêu. Sao chữ nó không được, chắc không có xảy ra. Nhưng mà chúng ta không làm gì cả. Vì thế mà tôi mong muốn rằng như nhân sĩ Phan Kỳ Nhân đã kêu gọi Chủ nhật tuần tới lúc 6 giờ, mong muốn rằng quý đồng hương hãy cùng chúng tôi xuống đường để gỡ lửa về cho quê hương của chúng ta. Mong muốn rằng quý đồng hương hãy tham gia cùng với nhau, chúng ta nói lên đã đảo cộng sản. Một lần nữa, đã đảo cộng sản. Cảm ơn quý đồng hương.
Kính thưa đến quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý vị dân cử, quý vị trong ban tổ chức, quý vị đại diện các hội đoàn, cùng toàn thể quý đồng hương buổi chiều tối hôm nay. Tôi muốn hỏi toàn thể quý vị, chúng ta biểu tình để làm gì? Chống tàu cộng sông lên, chống diệt cộng bóng nước. Như vậy chúng ta phải làm gì? Đứng lên. Tại sao ngồi? Chúng ta đứng lên. Stand up. Don't be afraid. Đừng sợ. Buổi chiều hôm nay quý vị đến ít hơn lần trước, bởi vì chúng ta cũng có người bận rộn, nhưng mà chúng ta đừng sợ gì hết. Hãy đứng lên. Tôi hỏi quý vị, quý vị có muốn nhìn thấy tổ quốc đất nước của chúng ta rơi vào tay tàu cộng để chúng đô hộ dân tộc của chúng ta thêm 1.000 năm nữa không? Các chị phải làm cái gì? Dương cờ lên, biểu tình. Quý vị có muốn nhìn thấy đồng bào ở Bình Thuận tiếp tục bị công an ngừng bắt đánh đập, bỏ tù và làm cho khổ sở gia đình không? Phải làm gì? Đứng lên. Quý vị có muốn thấy đồng bào của chúng ta hít thở không khí dơ bẩn và do Formosa cũng như vô xếp ở Tây Nguyên thải ra để đồng bào chúng ta chết dần chết mòn không? Phải làm gì? Đứng lên. Giơ cờ lên. Nếu chúng ta không đứng lên, ai đứng lên cho chúng ta? Đừng sợ. Cộng sản ngày hôm nay có mấy trăm người lãnh đạo, có công an, có quân đội, có 4 triệu đảng viên. Đừng sợ, bởi vì chúng ta có gấp bao nhiêu lần họ. Chúng ta có 90 triệu đồng bào trong nước. Chúng ta có trên 4 triệu đồng hương của chúng ta khắp 67 quốc gia tự do trên thế giới. Chúng ta có quyền công dân. Chúng ta phải đòi hỏi các dân biểu, họ là những người mà chúng ta bầu lên để chúng ta nhờ họ phải tiếp tay với chúng ta là làm thế nào chống lại sự xâm lăng của tàu cộng, chống lại sự bán nước của dân cộng. Quý vị có đồng ý điều đó không? Ở đây có ông dân biểu Alan Lowenthal đứng ở đây. Tôi sẽ nhờ ông lên đây để nói cho chúng ta biết ông sẽ giúp chúng ta như thế nào. Bởi vì chúng ta có một vũ khí rất lớn, đó là chúng ta có lá phiếu trong tay, và chúng ta bầu dân biểu lên để mà thay tiếng nói của mình, chứ không phải bầu dân biểu lên ngồi một chỗ. Chút nữa đây ông Alan Lowenthal sẽ nói điều đó cho quý vị, để quý vị biết rõ là chúng ta có những lực lượng rất lớn ở trên thế giới này. Chúng ta có khắp thế giới chứ không phải chỉ có Hoa Kỳ không. Cho nên chúng ta phải làm gì? Don't be afraid. Congressman Lowenthal, I invite you come to say something with the my community here now. Xin kính chào quý vị. I am your congressman, and I am really here to stand with you as we fight against the oppressive cybersecurity
long, which is really spying by the Vietnamese on the people of Vietnam. Thưa quý vị, chúng tôi biết những quý vị cũng hiểu được cái lời phát biểu của ông Lê Văn To, nhưng chúng tôi xin phép được có vài lời vắn tắt thông điệp cho ông. Ngày hôm nay, chúng biểu Liên bang Lê Văn To rất là hãnh diện đến đây để cùng sát cánh với cộng đồng chúng ta, yểm trợ cho người dân trong nước đấu tranh chống lại luật an ninh mạng mà chính quyền Bùn Nhìn, Quốc hội Bùn Nhìn Cộng sản Việt Nam đã đưa ra, vì ông cho rằng luật an ninh mạng là một cái sự xâm phạm vào cái quyền riêng tư cá nhân của người dân Việt Nam bởi chính quyền Cộng sản Việt Nam. As your co-chair of the Congressional Caucus on Vietnam, because of your asking and standing up, 17 members of Congress, led by me, wrote to Facebook and Google and said that the Congress does not want you to follow this law. Chính phủ Lê Văn To là một trong ba vị đồng chủ tịch của nhóm quốc hội về Việt Nam, có nghĩa là nhóm Việt Nam Congressional Caucus là một nhóm gồm các thành viên trong quốc hội Hoa Kỳ quan tâm đến Việt Nam, và ông đã dẫn đầu một lá thư được ký tên bởi 17 vị dân biểu quốc hội gửi đến Facebook và Google để nói với hai công ty này, quốc hội Hoa Kỳ không muốn hai công ty này tuân theo luật an ninh mạng của Cộng sản Việt Nam. I want to tell you a story of a young man who could have been with one of us here tonight. His name was Will Nguyen. And Will was graduating, he was a Vietnamese American. He was graduating from the National University of Singapore with a master's degree. And he went to Vietnam, and when he was there, he wanted to participate in the demonstrations against the cybersecurity and against the horrible economic zones for China. He marched peacefully and he was arrested. Thưa quý vị, ông nhắc đến trường hợp của anh Nguyễn Nguyễn và rất nhiều đồng hương chúng ta đây đều biết. Ông, đặc biệt là Diêm Đỗ Lan ta nói rằng anh William Nguyễn là một thành viên trong cộng đồng chúng ta cũng như tất cả chúng ta ở đây. Và anh, như quý vị biết là theo học chương trình cao học ở Đại học Singapore, và anh đã về Việt Nam, về Sài Gòn để cùng tham gia vào cuộc biểu tình ôn hòa với người dân Việt Nam chống lại luật an ninh mạng cũng như là luật đặc khu của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Và anh đã tham gia vào cái cuộc biểu tình đó một cách rất là ôn hòa, nhưng mà kết quả rằng anh đã bị chính quyền Cộng sản Việt Nam đàn áp và bắt giam. Members of Congress, in a bipartisan way, the State Department, the Secretary of State, because of the hearing from the community, demanded that Will be free. Will was kept in prison for almost 6 weeks, not being allowed to see anybody. An American citizen who had done nothing wrong and was being punished by the Vietnamese government because all he wanted to do was to be in Vietnam when Vietnam was moving towards democracy. And for that he was arrested. Vâng, như quý vị cũng nghe lời phát biểu ông Lê Văn To, đặc biệt ông nhấn mạnh rằng cái sự phản ứng của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, của các dân biểu Hoa Kỳ cũng như là của chính quyền Hoa Kỳ quan tâm đến trường hợp anh Will Nguyễn là vì có cái sự quan tâm rất là lớn từ cộng đồng chúng ta, và các vị đó đã làm những công việc tranh đấu cho anh Will Nguyễn theo cái sự mong muốn của cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta. Và ông nhấn mạnh rằng anh Will Nguyễn chỉ làm công việc đơn giản là anh tham gia vào cái cuộc biểu tình vì anh muốn đồng hành với người dân chúng ta trong lúc người dân đã bắt đầu đứng dậy đòi hỏi dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam. But because of the pressure from all of the people in the United States, the people sitting here, Will, even though he was convicted, was deported and is now a free person. Hơn nữa, ông nhấn mạnh rằng cái sự
mà việc mà anh Vương Nguyễn được trả tự do là do cái sự tranh đấu của toàn thể cộng đồng chúng ta ở hải ngoại này. We can never stop fighting against this oppressive regime that takes away people's rights to free expression and to free and to come together to ask for freedom for themselves. Chúng ta không thể nào ngưng cái cuộc tranh đấu chống lại cái chế độ bất nhân độc tài này, đàn áp những cái quyền công dân, những cái quyền tự do căn bản của người dân Việt Nam. So I'm honored to be here. I'm honored to be with my son Josh. I'm honored to be with my dear friend Fatui. And it's an honor to be together. And it's an honor to represent you. Thank you. Và ngày hôm nay ông rất hãnh diện được đứng cùng ở đây với cộng đồng chúng ta, cũng như là đứng cạnh ông là con trai của ông Josh Lowenthal, hiện nay là ứng cử viên dân biểu tiểu bang địa hạt 72, cũng như là với ông Phát Bùi là chủ tịch của cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali. Và ông xin cảm ơn tất cả cái sự thương yêu của quý vị, và xin mời anh Josh Lowenthal có vài lời ngắn, some short message from Josh. Xin kính chào quý vị. Hello, Josh Lowenthal. It's an honor to be with you every week after week, and I will be with you every week to continue to be here, and I will continue to bring a group of young people with me every time that we come here to be with you. Thưa quý vị, ông Josh Lowenthal rất là vui, rất là hãnh diện đến tham gia những cuộc biểu tình này tuần này sang tuần kia cùng với cộng đồng chúng ta, sát cánh với chúng ta, và ông sẽ tiếp tục đem những người trẻ mà quý vị thấy ở bên đây sân khấu cùng ông đến những cái cuộc biểu tình với cộng đồng chúng ta mỗi tuần như vậy. And just as my father told you that the Congress wrote to Facebook and Google on the federal level, we must do the same thing in the state of California, and we must expect the state of California to stand up to the oppressive regime in Vietnam as well. Cũng như quý vị biết là Quốc hội Hoa Kỳ đã viết thư đến Google và Facebook, và ông Josh Lowenthal cho rằng tiểu bang California cũng cần phải làm tương tự như vậy, gửi một lá thư đến công ty Facebook và Google phản đối lại luật an ninh mạng của Cộng sản Việt Nam. I will also say, of course, we are very happy for the release of Will Nguyen. But unfortunately, this week, there were 10 people in Vietnam that were jailed for their protest. That will not be as fortunate as Will Nguyen to be released. They had a trial that was one day long for all of them together. They never had an opportunity, and they will spend a minimum of the next 3 years in prison. And I worry very much for them. And we're here not just to fight those laws. We're here to stand for them. That's why we're here. Chúng ta vui mừng vì anh Will Nguyễn được trả tự do, nhưng ông Josh Lowenthal cũng nhắc rằng chúng ta cũng không quên là những người dân bình thường ở trong nước, những người dân đang đứng dậy tranh đấu, biểu tình đòi hỏi quyền tự do dân chủ, họ đang bị chính quyền Cộng sản Việt Nam đàn áp. Và trong tuần này ông đã nhắc đến trường hợp có 10 người hoạt động ở trong nước đã bị Cộng sản Việt Nam tuyên án 3 năm tù chỉ vì họ đứng lên thực thi cái quyền tự do của họ. Cho nên chúng ta không những chỉ phản đối các luật đặc khu, luật an ninh mạng của Cộng sản Việt Nam, mà chúng ta cũng phải tranh đấu cho tất cả người dân Việt Nam đang đứng dậy tranh đấu và bị chính quyền Cộng sản Việt Nam đàn áp. And finally and lastly, I want to say, every week I'm here, many of you say to me, thank you. Thank you for coming. But it's not correct. I must thank you. I must thank you. Thank you for including me. Thank you for teaching me. And thank you for inspiring me. You inspire me. Thank you so much. I really appreciate it. Mỗi tuần chúng ta biểu tình, chúng ta được thấy ông Josh Lowenthal, và rất là nhiều người đã lên để có lời cảm ơn ông tham gia cùng biểu tình với cộng đồng chúng ta. Nhưng ông, theo ông nghĩ rằng ông là người nên cảm ơn cộng đồng chúng ta đã cho ông cái cơ hội để cùng đi biểu tình, cùng sát cánh với cộng đồng chúng ta, để ông được học hỏi thêm về những cái vấn đề mà cộng đồng chúng ta quan tâm đến. Cho nên một lần nữa ông gửi lời cảm ơn đến tất cả chúng ta.
Tôi mới hỏi ông dân biểu Alan Roenthal là ông có, chúng tôi, cộng đồng của chúng tôi đang ngồi đây, ông có muốn nói một điều là ông hứa là ông sẽ đứng bên cạnh chúng tôi một cách mạnh mẽ để trong cuộc đấu tranh này để giúp chúng tôi được thành công hay không? Ông hứa là ông sẽ làm điều đó. Yes, I commit to working with you. I commit to being here. I commit to always standing up and fighting for human rights, religious freedom, and the rights of people to assemble and to talk to and to express their feelings openly and honestly. Thank you. My friend and Congressman Alan Roenthal. As chairman of the Vietnamese community, as chairman of the Vietnamese American Federation of Southern California, I thank you for your solidarity, always standing with us. Kính thưa quý vị, chúng tôi nói với ông Alan Roenthal rằng, trong tư cách là chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali, chúng tôi cảm ơn ông đã luôn luôn sát cánh cùng cộng đồng với chúng ta trong công việc tranh đấu cho tự do và nhân quyền. Chúng tôi xin khẳng định với quý vị rằng, trong nhiều lần đi qua Washington DC từ năm 2013 cho đến nay, mỗi lần đến Washington DC, ông Alan Roenthal luôn luôn dành thời giờ cho chúng tôi để mà điều trần trước Quốc hội, tranh đấu cho tự do và nhân quyền và lật mặt tội ác của nhà cầm quyền cộng sản. Ông đã luôn luôn sát cánh cùng chúng ta, cũng như con trai của ông là ông George Roenthal. Trong 3-4 lần biểu tình vừa qua, không có lần nào mà ông không vắng mặt trong cái việc mà đứng lên tranh đấu biểu tình nhà cầm quyền cộng sản đã ban ra luật an ninh mạng, cũng như là dự định bán 3 độc quốc chúng ta cho tổ cộng. Xin cảm ơn Congressman Alan Roenthal and George for standing with us. Để thay đổi không khí chút xíu, chúng tôi xin mời quý vị nghe câu lạc bộ tình nghệ sĩ. Xin lỗi, ban tuồng ca Xuân Đèn hát bản Hoàng Sa Đương Riêng Thế Giới. Xin mời ban tuồng ca Xuân Đèn. Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, Tuyệt Nhiên Định Phật Tại Thiên Thư, như hạ nghịch lỗ lại xâm phạm, như đảng hành khan thủ bại ư. Sau đây ban tụ ca chúng tôi xin gửi đến hai nhạc phẩm Trường Sa Lương Tri Thế Giới của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, và bài thứ hai Tự Do Hay Sống Nhục. Xin quý vị cùng thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thank this man and you want cho thế này đã bị lương chi đưa ta đi quần dùng núi dân đứng đất nước bên bờ biển đời thuyền sơn rơi ta đi mang theo một tiếng sông đôi trong phong hà bao đắp sông sẽ tiến lên không lùi tất cả mọi đầu tu quang truyền sẽ đi đã thấy rồi lòng dân hôm nay đã thấy ngày bằng tay trong tay tiếp bước đường tiếng nhân trôi say nhà đang cha ta không hề lùi bước.
ai rồi nhé, cho bên của mình đừng đi rơi, đừng lạc tin màu xuân những việc dù xuân lắng. Đây bóng xa máu thịt của ta, đây trên da mảnh đất ông bà, đời đời qua người sống người dân. Rằng sau kia ta mô gian ác, đầm và ba chết sắc bán quân, chân trời đi sang dậy mà đi mới đồng vào ôi, dậy mà đi. Chúng ta xin trân trọng cảm ơn. Trước khi tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời ông Bùi Phát, chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Nam Châu Liên, lên chỗ đây ạ. Kính thưa quý vị lãnh đạo các tôn giáo, xin mời tất cả quý đồng hương. Việt cộng đang âm mưu bán nước và họ chưa có từ bỏ cái ý đồ bán ba đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc. Họ chỉ dừng lại bởi vì cái sự phản đối kịch liệt của đồng bào ở trong nước vào tháng 6 vừa qua. Thưa quý vị, ngay sau khi họ tuyên bố là sẽ ngưng quyết định về cái việc đặc khu 99 năm vào cuối năm nay, thì việc đầu tiên họ làm là gì? Ban hành ngay đạo luật an ninh mạng nhằm mục đích bịt miệng, bịt mắt và bịt tai của toàn dân trong nước. Sau đó họ làm gì? Họ đi đến từng nhà khủng bố, khóa tay, khóa chân để không cho đồng bào trong nước đi xuống đường lên tiếng. Chính vì vậy mà đồng bào hải ngoại chúng ta phải kiên trì, chúng ta phải steadfast, quyết tâm hàng tuần một chúng ta phải là tiếng nói cho toàn thể đồng bào ở trong nước. Đồng bào ở trong quốc hội hãy đứng lên, như mục sư Trần Thanh Vân đã nói, đừng sợ, đứng lên. Thưa quý vị, từ ngàn xưa cha ông của chúng ta giặc đến nhà đàn bà cũng phải đánh như Hai Bà Trưng, như Trần Bình Trọng, ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương nước Bắc. Đừng sợ, đứng lên. Đó là câu mà tôi học được của mục sư, của giám mục Trần Thanh Vân. Thưa quý vị, gần đây nhạc sĩ Kim Giang, một đôi chân xuống đường, vạn đôi chân xuống đường, ta quyết bảo vệ quê hương. Một tiếng nói vang lên, triệu tiếng nói vang lên, thành tiếng sóng Bạch Đằng Giang, dẹp tan quân thù. Đồng bào ở trong nước, đừng sợ, đứng lên. Hãy bắt chước Trần Hưng Đạo, hãy bắt chước Quang Trung trong 10 ngày đưa quân đi bộ từ Trung ra Bắc, đánh tan 10 vạn quân Thanh. Chúng ta không sợ quân Tàu với quân đội hùng mạnh. Nếu chúng ta kiên quyết, chúng ta sẽ chiến thắng. Và đồng bào hải ngoại, chúng tôi mong rằng quý đồng hương chúng ta phải giữ chặt con lửa, hãy giữ vững ngọn lửa để tiếp lửa cho quê hương. Cho đến khi nào chúng ta giải thể được chế độ cộng sản, cho đến khi nào chúng ta bảo vệ được Giang Sơn, lãnh hải, cho đến khi nào chúng ta lấy lại được Hoàng Sa và Trường Sa, chúng ta phải kiên quyết chống đối quân xâm lăng và giành lại quê hương lãnh hải của cha ông chúng ta. Việt Nam Cộng Hòa! Việt Nam Cộng Hòa! Việt Nam Cộng Hòa! Toàn dân! Đứng lên! Toàn dân! Đứng lên! Toàn dân! Đứng lên! Xin cảm ơn quý vị! Cảm ơn một tiếng nói. Tiếp theo đây xin mời quý vị nghe Trung tâm Tây Nam và phải chiến sĩ hát bài Thắp Lửa Tự Do. Ta xin. Hát
có chân xuống đường, anh bước chân xuống đường, chiều có tim xuống đường. Và người cất tiếng hô vang, nhiều người cất tiếng hô vang, thần khí sông bật đằng xa. Một quá không đi, một ly không rời, bất ngờ nắng còn nhau làm đồng. Thề viết thư cho dù mau có đầu vẫn một lòng bảo vệ nói sông Việt Nam. Cũng trong suốt đường, hàng cứ chân xuống đường, chiều không đêm xuống đường, thề viết giữa đất cao. Một người có tiếng hô vang, toàn người có tiếng hô vang, nhiều người có tiếng hô vang, thần tiếng sông bật đằng xa. Một một đi không rời, tất cả nam con cháu làm hồng. Thề viết giữa trong dù máu có đầu vẫn một lòng bảo vệ non sông Việt Nam. Chân xuống đường, ta bước chân xuống đường, chiều có tim xuống đường, thầy quyết sẽ đắt cao. Một người có tiếng hô vang, và người có tiếng hô vang, chiều người có tiếng hô vang, thần tiếng sóng bạc đằng xa. Một ta không đi, một đi không trời, khắp ngàn năm con cháu làm hồng. Thầy quyết giữ cho dù máu có đầu vẫn một lòng bảo vệ nói sông Việt Nam. Một ly không rời, thất ngàn năm con cháu làm hồng. Để quyết giữ cho dù máu có đầu vẫn một lòng bảo vệ nói sông Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị vì lý do kỷ luật. Các vùng lên rồi, từ thái lạnh từ xuân lộc, từ ngày ai thanh niên cánh hoa, từ một phố phương nơi, được sáng ta liền. Đồng bào ơi ơi, đồng bào ơi, đồng bào ơi ơi, đồng bào ơi, đồng bào ơi ơi, đồng bào ơi, hãy đứng dậy, hãy đứng dậy. Ông thế lời dân chủ tự do, yêu đất kỹ năng trong gian sàn. Từ thái điện từ xuân lọc, lửa bốc lên từ trăm lòng đất, lửa lan cả góc núi xa, có an hạt tầm. Đồng bào ơi ơi, đồng bào ơi, đồng bào ơi ơi, đồng bào ơi, đồng bào ơi ơi, đồng bào ơi, hãy đứng dậy, hãy đứng dậy. Từ ngày an hân yên thành hoa, từ một phố phương nơi, từ sáng ta liền. Đồng bào ơi ơi, đồng bào ơi, đồng bào ơi ơi, đồng bào ơi, đồng bào ơi ơi, đồng bào ơi, hãy đứng dậy, hãy đứng dậy. Cùng thái bình cùng xuân lộc, bốc lên lời dân chủ tự do, yêu đốt đi quân công tham tàn. Hai ngàn từ xuân lập, lửa bốc lên từ trong lòng đất, lửa đang thở khắp núi sông, xóa tan giặc trời. Đồng bào ơi ơi, đồng bào ơi, đồng bào ơi ơi, đồng bào ơi, đồng bào ơi ơi, đồng bào ơi, hãy đứng dậy, hãy đứng dậy. Đồng bào ơi ơi, đồng bào ơi, đồng bào ơi ơi, đồng bào ơi, đồng bào ơi ơi, đồng bào ơi. Hãy đứng dậy, hãy đứng dậy.
Cảm ơn quý vị. Trước đây đây tôi xin mời câu lạc bộ tình nghệ sĩ lên đây để trình bày bản nhạc Trả Lại Cho Dân. Mời quý vị Gia Long lên đây cùng hát với câu lạc bộ. Kính mời tất cả quý vị cùng hát với các chị trong hội Gia Long cũng như là câu lạc bộ tình nghệ sĩ Trả Lại Cho Dân và sáng tác của nhạc sĩ Việt Khang. Thưa quý vị,
chúng ta sẽ chuyển lửa về cho quý vị Việt Nam. Nếu quý vị có cell phone có thể là mình mở flashlight lên thật đẹp, thắp sáng Việt Nam. Xin anh đi lại chút trước.
chiều nay hơi ấm, trời hơi ấm mát để cho nóng thêm chút xíu. Mọi người đang chờ từ nãy giờ, tôi để tới giờ này tôi mới mời, đó là chiến sĩ Võ Đại Tôn. Xin mời chiến sĩ Võ Đại Tôn. Xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị, kính chào quý vị lãnh đạo tinh thần, kính chào ông chủ tịch cộng đồng, các niêm trưởng, các ký nữ và đặc biệt các bạn trẻ. Lời nói đầu tiên của tôi hôm nay là xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị đã dành cho tôi một cái lòng thương yêu trong những ngày tôi công tác tại Hoa Kỳ, được đồng hành cùng quý vị để gửi ngọn lửa tấm lòng của chúng ta về quê hương cội nguồn cùng với đồng bào đứng lên đòi lại quyền sống của con người và bảo vệ quyền tự chủ của đất nước. Và hôm nay cũng nhân cơ hội này tôi xin gửi lời tạm biệt cùng toàn thể quý vị, vì tuần sau tôi phải đi xa, sau đó là trở về Úc Châu rồi tiếp tục công tác đấu tranh những nơi khác. Xin cầu nguyện toàn thể quý vị được bình an và nhất định chúng ta phải thành công. Thưa quý vị, khi nãy tôi ngồi gần bên hai cha con của ông dân biểu liên bang và cái vị con sẽ ra ứng cử chức vụ dân biểu tại tiểu bang, cái yêu cầu tôi xin phép với quý vị cũng như ban tổ chức cho tôi được nói chuyện trực tiếp bằng tiếng Anh với quý vị đó, để người ta hiểu thêm cái tinh thần đấu tranh của đồng bào chúng ta và đặc biệt cái tinh thần của dân tộc chúng ta đang bùng lên. Tôi xin phép quý vị cho tôi được 1-2 phút để nói thẳng với quý vị ở đây. Xin quý vị có đồng ý không ạ? I wish to say that, you know, you have asked that we don't have to say thank you. But I have to say thank you because of the support. All of us, we are one. United, we will win. We are not going to win a ship. We are not going to win a house. We are not going to win a position in this society, but we are going to win the human rights for everybody. So let's stand up with us. Let's share with them. No, thank you. You don't have to stand up. I want to say something about standing up. So with why we are standing up all around here. Not only in USA, Europe, Australia, but in South of Vietnam, everybody are trying to stand it up. They are standing up not because they are suffering now, but because they want to protect the country not to be stolen by the Red China. You know that 1,000 years of the history in Vietnam dominated by the Red Chinese before nobody escaped from the country, because we want to stay in order to fight again. And 80 years under the French domination, nobody get out of the country because you want to stay there and die for the country. But when the Vietnamese communists from the north, they invade Vietnam in the south, everybody tried to get out. Why? Because the Vietnamese communists are more brutal, more barbaric than the Red Chinese or the foreign invasion. They are Vietnamese like us, but they consider us as
traitors, as enemies. So now we have to stand up in order to take back the honor, the dignity as Vietnamese people. So thank you for standing up with us. And I repeat again, United American Vietnamese and all the loving freedom people, united, we will win. We will win for everybody. We will win for America, for Vietnam, and for all the oppressed people in the world. Thank you. Sau đây mời quý vị thưởng thức con tuồng ca xuân đẹp với bản nhạc Thắp Lửa Tình Yêu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sẽ lên so bóng đèn đứng ngại ngồi có lúc ngày đã tâm dài hay chung lưu người tâm thần hay năng lượng một lời thề tiếp trong ngô chém nước thần này chỉ là bởi niềm dấu hay phất cao hay phất cao quân cờ vàng hay nắm tay biết đứng lên để làm sao và nay cùng anh vui mình chạy về đâu cứ nước thần hay đứng lên dành ra sang nước kia đứng dài theo đường bôi ca, chúng ta trưng cái banner lên để cho phóng viên và báo chí chụp hình để gửi về Việt Nam thấy rằng chúng ta ở hải ngoại lúc nào cũng quan tâm đến sự đấu tranh và giữ ngọn lửa này để cho toàn dân trong nước làm của các bạn thành công. Một lần nữa xin cảm ơn tập thể quý vị và hẹn chung được tới. Dạ. Thưa quý vị, lúc nãy trong lúc mà chúng ta biểu tình đó và trong văn nghệ đấu tranh thì tôi có đi vô Như Quỳnh Tôi Phu để hỏi thăm Như Quỳnh. Thì bà chủ trong đó cho biết rằng là cứ mỗi lần chúng ta biểu tình đó thì Như Quỳnh bị thiệt hại tài chính cũng không phải là ít. Thành thử ra chúng tôi xin kêu gọi quý vị là Lee Sandwich và Như Quỳnh Tôi Phu mỗi một tháng cho chúng ta sử dụng cái parking lot này để mà lên tiếng đồng hành cùng đồng bào trong nước phản đối nhà công nghiệp cộng sản. Thì vì chúng ta biểu tình ở đây khách không thể đi vô để mà mua đồ ăn ở trong đó được. Tuy nhiên họ nói rằng là dù bị thiệt hại như vậy, nếu chúng ta phải biểu tình và đồng hành cùng trong nước thì họ luôn luôn vui lòng để cho chúng ta sử dụng cái bạc kinh này mỗi tháng. Vì vậy mà trong những cái ngày khác đó, xin quý vị hãy yểm trợ cho Như Quỳnh Tô Phu cũng như là Lee Sandwich. Xin cảm ơn quý đồng hương.